Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật mà xem một cái thửa đất, lịch sử một cái thửa đất. Thế bây giờ thì thường thường là các khu dân cư mới là mới các dự án ra khu dân cư mới, đô thị mới. Thì những các bạn mà đi mua đất để ở thì ngoài các tiêu chí mà mình đặt ra theo cái ý định của gia đình mình thì còn một phần các bạn rất chi là lăn tăn, đấy là cái lịch sử cái thửa đất nền mà mình muốn mua thì trước đây là cái gì ở bên dưới, trước đây là người ta lại làm gì, có thể là một cái ruộng lúa canh tác nông nghiệp, cũng có thể là một cái ao hồ hay là một cái khu gì đó. Thế mà thường thường nếu như các bạn mà không có cách xem ở trên bản đồ, lịch sử bản đồ, thì các bạn sẽ phải hỏi, đa số các bạn sẽ phải hỏi những người dân trước đây đã từng sống ở cái khu vực có khu dân cư đó, hoặc là hỏi nhà chủ đầu tư. Thế nhưng mà để biết chính xác đúng cái vị trí của thửa đất mình muốn mua, đúng vị trí đến từng centimet, thì thường thường dân ở đó người ta chỉ biết là trong cái khoảng khu vực đó thôi, chưa đây là gì gì đâu. Và nhà chủ đầu tư thì thường thường không nói rõ trước đây, cách đây độ chục năm nó là cái gì, hay trước khi mà đổ đất nền thành một cái nền mặt bằng này thì nó là cái gì, thì chủ đầu tư cũng thường không nói về thật. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách xem lịch sử thửa đất, nền đất ở trên một cái ứng dụng của Google, gọi là Google Earth. Đấy, Google Earth. Thì đây nhá, bắt đầu tôi sẽ khởi động từ đầu lên này, thì để tôi thoát hàng ra nhé. Bắt đầu khởi động lên thì thể hiện một cái mô phỏng 3D, một cái bản đồ, một cái quả cầu toàn thế giới. Ở đây thì tôi lấy cái địa bàn là tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang nhá. Bản đồ sẽ được quay và chỉ đến khu vực thành phố Bắc Giang. Rồi, và tôi sẽ lấy cái vị trí mà đất bây giờ đang sốt, mà đang đắt nhất ở khu vực thành phố Giang, đấy là khu vực đất Big C. Đấy, vài tỷ một lô đây. Chỗ này là đấy. Bây giờ tôi lấy điểm ví dụ một cái vị trí, nó sẽ hiện lên cái tọa độ nhé. Chỉ cái con chó đây, con chó đặt vào cái chỗ nào thì ở góc dưới bên phải màn hình, bên tay phải, tức là mình ngoảnh và nhìn vào màn hình đấy, thì nó ở bên tay phải, mà góc bên dưới lúc đó sẽ hiện lên là cái tọa độ. Đây, ví dụ tôi chỉ cái con trỏ nó vào đúng cái vành tròn, cái chỗ mà khu để đi thể dục đây, đúng cái vành tròn này nha, để im ở giữa, thì lúc này tọa độ sẽ chỉ là 21 độ 15 phút 59,57 giây N. Đây chỉ đến là kinh tuyến, tức là trên địa cầu thì có đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến. Đường kinh tuyến thì chạy thẳng từ cực bắc, là những đường thẳng từ cực bắc đến cực nam. Thế còn đường vĩ tuyến thì chạy vuông góc với đường kinh tuyến. Đây là chữ EN. EN tức là kinh tây. Đấy. Tức là thôi được rồi, cái thông số này thì các bạn chỉ cần ghi rõ. Đây, ví dụ như là ở chỗ này nhá, là nó là 21, cứ ghi theo đúng cái ký hiệu của nó thôi. 21 độ 15 phút 59 phẩy 64 giây là đây ký hiệu N. Thế còn vĩ tuyến
106 độ 12 phút 35,57 giây. Của em là vị tuyến. Thế thì bởi vì khi ta di chuyển, sau khi di chuyển đi thì nó sẽ sai số đấy. Sai số mất rồi. Ghi lại nha, 50 21 15 59 57. 59 57. 59 57. 106 12 35 19. 106 12 35 79. Cả phút giây nhá, phần của giây nữa đấy thì nó mới chính xác được. Ta ghi đúng nhớ như thế này. Và sau đó thì ta sẽ ấn vào cái tác vụ của nó đây. Đây là về cái đồng hồ time này. Ấn vào đây nó sẽ hiện lên các mốc thời gian này mà Google đã chụp ảnh cho chúng ta, được cho người dùng được xem một cái miễn phí. Thời gian xưa nhất của cái ảnh vệ tinh này là năm 2002. Vậy thì đây, các mốc dấu trắng trắng này là các mốc thời gian mà bên Google người ta update về cái hình ảnh. Và hình ảnh này thì Google lấy từ trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ nhá. Và dùng bằng các thuật toán để người ta ghép lại thành một cái thông số rất là chính xác. Đấy, do vậy mà không thể sai được. Ta sẽ lùi lại đến 5:17. Các bạn thấy không? 5:17 đang đổ đất nhá. Đây, thời điểm này là ngày 19 tháng 9 năm 16 đang đổ đất này. Lùi lại tiếp đến ngày 18 tháng 10 năm 15. Thì ở khu vực này là chưa có cái gì, vẫn là đồng ruộng. Đấy, vẫn là ổng đồng ruộng và ao hồ nhá. Vậy ta lấy ở cái mốc này đi. Và bây giờ ta di cái con trỏ của mình vào đúng cái tọa độ mà ta vừa ghi lúc nãy, ghi nhớ lúc nãy. 21 độ 15 phút 21 15 59 21 15 59 57. Ta lấy nhìn xuống phía góc bên phải màn hình. Khi nào đúng thì ta dừng lại. Rồi, 21 15 59 57. Và bên vĩ tuyến thì ta phải dây sang ngang ấy, dây chuột sang ngang là 106 106 12 35 106 12 35. Đấy. Ta dây ngang sang bên trái 106 12 35. Ta cứ dây đi 35 79. Được rồi, 21 15 59 57. Và vĩ tuyến 106 12 35 79. Đấy. Vậy ở chỗ này ấy, trước đây tức là vào ngày 18 tháng 10 năm 2015 là một cái ruộng, là một cái ruộng lúa canh tác, hoàn toàn là không có một cái gì ngoài ruộng cả. Đấy các bạn ạ, xem thì rất đơn giản thôi, nó đến đúng đến tọa độ của nó đến cả 1/60 giây, rất chi là chính xác. Đấy. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại thời gian hiện tại. Thì ta kéo cái thanh trượt này về cái mốc thời gian gần nhất đây là trên NASA người ta chụp. Là ngày 19 tháng 10 năm 19. 19 tháng 10 năm 19, cách đây mấy tháng. Tức là trong vòng vài tháng thì Google người ta sẽ cập nhật một cái bản đồ mới các bạn ạ. Thường thường là 3 tháng đấy, tùy theo cái sự phát triển đông đúc của đô thị thì tùy theo từng vùng miền người ta sẽ update cái
cái bản đồ này nhanh hay là chậm. Đấy. Thì đây vị trí của nó là đúng ở chỗ này đây. Đấy. 21, 15, 59, 57, 106, 12, 35 và 78, 79 à, ở giữa cái ô tròn này. Rất là xem rất là đơn giản là như vậy. Chào các bạn nhé. Các bạn thấy video hay và hữu ích thì ấn đăng ký và ấn chuông để cổ vũ kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn.